Ok, như vậy thì để có thể làm một cái sơ đồ khái niệm thì các bạn sẽ vào trong cái Google App nè ha. Vậy thì các bạn search xuống dưới, nếu bạn chưa có mấy cái này thì các bạn sẽ lên trên Google Workspace Marketplace nè, thì các bạn tìm một cái những cái ứng dụng chẳng hạn như Lucid Chat, ví dụ như Classroom hay này nọ, thì chúng ta đều có thể đi kiếm được có trong trong cái chợ này à. Thì các bạn muốn thì các bạn sẽ làm một cái sơ đồ khái niệm, các bạn tập sử dụng một cái sơ đồ tư duy là MyMap 2 này, bạn thấy rất là dễ xài. Rồi vậy thì trong cái MyMap 2 này nó sẽ liên kết với cái Google Drive của các bạn à, Google Drive các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ có ví dụ như tạo một cái map mới à. À, trong cái map mới thì á thì nó sẽ có đăng nhập, ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản email của các bạn là được ha. Như vậy thì nó sẽ cho phép chúng ta truy cập vào trong cái tài khoản email. À, đây sơ đồ thì sơ đồ khái niệm thì nó sẽ có liên quan đến cái gì, thì chúng ta sẽ liên quan đến hệ bài tiết chẳng hạn à, bài tiết. Rồi thì chúng ta nhấn nút tab thì nó sẽ ra con, nhấn enter thì ra con thứ hai, chẳng hạn như chúng ta nhấn tab liên quan đến cấu tạo à, bao gồm có gì, bao gồm có da à, ví dụ như ra được gầy enter cái ra một cái thằng vật tương đương à, thận à, thận muốn ra con của nó thì nhấn tab ra à, hoặc là nhấn mấy cái nút bên đây thêm vào con, thêm thêm con, thêm đồng cấp, thêm con cùng cấp à. Thận thì có cái cấu tạo bao gồm có vùng vỏ à, bao gồm có vùng vỏ, rồi có gồm có vùng tủy dài, hoặc là bài tiết thì người ta muốn con nó nữa thì lấy hàng cấu tạo này tương đương với nó chính là chức năng chẳng hạn à, chức năng của thận, chức năng của da à, chức năng của thận à, vậy thì chức năng của thận nó chính là cái gì, nó chính là thực hiện quá trình là lọc nè à, tái hấp thu nè à, rồi tiết nè à, rồi bài thải nè. Vậy thì da này thì tiết mồ hôi nè à, tiết mồ hôi à, bài thải muối nè à, như vậy thì chúng ta có thể lập thành cái sơ đồ khái niệm. Và ví dụ như bạn muốn này nó liên quan đến một cái chẳng hạn như cơ chế lọc đi à, chúng ta sẽ có cái cơ chế lọc à. Rồi các bạn dựa trên cơ chế lọc thì các bạn sẽ có một cái video chẳng hạn à, chẳng hạn như YouTube. Rồi các bạn tìm thấy được cái cơ chế lọc ở thận à, như vậy thì đang thấy được cái video minh họa được quá trình lọc máu ở thận tại cái cầu thận à, các bạn thấy nó rất là hay. Nephron, often left to serve a pair of À, kidneys, như vậy a thì bạn magnified view of the copy vô longitudinal section of kidney. à, copy đó vô, vậy thì bạn nhấn vào đây cơ chế lọc video minh họa à, như vậy thì bạn dán vào đây thì lúc này bạn có cái đường link liên quan đến đó. Vậy thì khi học bài nhớ này à, gạt qua đây mở cái đường liên kết là thấy được cái đường link liền, và như vậy thì chúng ta Nephron sẽ indicates học two bài prominent một cách regions rất là hiệu quả and straighten out as đó. loops in the medullary region. Và tất nhiên mấy cái Each video nephron này has a Bowman's nó đều capsule, có which viên is súp a cup-shaped à, nó có structure viên súp, that has hoặc a là layer nếu made mà không of có súp thì các squamous bạn mở epithelial ra, cells. nếu không có viên súp In thì the bạn sẽ mở cavity bằng of viên the dịch Bowman's cũng capsule, được there is a bundle of à. capillaries known. Rồi vậy thì lập một cái sơ đồ khái niệm liên quan đến hệ bài tiết theo nhóm và đọc bài tập nha. Ok rồi, có ai thắc mắc gì hỏi.
gì không? Nhóm này là theo nhóm cũ à thầy? Theo cái nhóm đọc bài thực vật bữa hôm á. Dạ. Ok ha, rồi hôm nay học tới đây được rồi, 11:30 này cũng nên ăn cơm rồi. Rồi 120 bạn. Ok ha, rồi chúng ta có thể kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Có bình chọn hay không? Khỏi bình chọn ha, được rồi. Rồi nghỉ thôi. Recording stopped. Rồi, chào thầy. Chào thầy. Bye bye thầy. Em chào thầy. Bye bye bye.